xây dựng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 trước ngày 15 tháng 4. Hà Nội sẽ đưa trẻ mầm non trở lại trường khi đủ điều kiện. Người ra vào cửa khẩu Móng Cái bắt buộc phải test nhanh COVID-19. Vụ tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho trẻ 7 tháng tuổi, đề nghị xử nghiêm. Trung Quốc tăng gấp đôi nỗ lực không COVID trong đợt bùng dịch ở Thượng Hải. Xin kính chào buổi sáng quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin COVID 6 giờ sáng trên kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những chính sách kế hoạch phòng chống COVID-19 mới trong nước và tình hình COVID-19 trên thế giới. Vâng, mới đây, Bộ Y tế giao các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19 mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều cơ bản. Bộ Y tế vừa giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chủ trì phối hợp với Cục Y tế Dự phòng khẩn trương xây dựng kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19 để tiêm mũi 4 và báo cáo Bộ Y tế nội dung này trước ngày 15 tháng 4. Thống kê trên Cổng Thông tin tiêm vaccine COVID-19 đến chiều ngày 6 tháng 4 cho thấy cả nước đã tiêm 207.235.119 liều vaccine COVID-19, trong đó tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta là mũi 1 là 100%, mũi 2 là 99,8%, tiêm mũi 3 đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 là 99,8% và mũi 2 là 95,1%. Số liều vaccine COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 189,8 triệu liều và số liều vaccine COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là gần 17,2 triệu liều. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, bảo đảm tiến độ tiêm vaccine. Các cơ sở, khám bệnh, chữa bệnh, rà soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở. Sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine. Hiện nhiều địa phương đã lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế, có hai loại vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là Moderna và Pfizer. Dự kiến lô vaccine đầu tiên để tiêm cho nhóm trẻ này sẽ về Việt Nam vào ngày 10 tháng 5 tới. Việc học sinh tiểu học và lớp 6 tại Hà Nội đã quay lại trường vào ngày 5 tháng 4 vừa rồi đã khiến nhiều phụ huynh cũng mong đợi một thông báo tương tự cho các em trong độ tuổi mầm non. Vào cùng ngày, tại buổi họp trực tuyến về việc triển khai công tác cho học sinh tiểu học lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết sẽ lấy ý kiến phụ huynh về việc đón trẻ mầm non trở lại trường. Ông Trần Thế Cương cho biết, việc lấy ý kiến phụ huynh mầm non được triển khai khi học sinh tiểu học lớp 6 đi học thông suốt. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo của 30 quận, huyện, thị xã sẵn sàng tâm thế, tâm lý, nhân lực, nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có hơn 500.000 học sinh mầm non. Sau gần một năm, trẻ mầm non không được đến trường, nhiều cơ sở giáo dục phải dừng hoạt động, thậm chí có những nơi phải giải thể. Việc đón trẻ mầm non trở lại trường cần có thời gian rà soát cơ sở vật chất, khu vui chơi cũng như kiện toàn đội ngũ giáo viên. Sở cũng đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường lau dọn, vệ sinh khử khuẩn phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, lên các phương án đón trẻ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch để dạy học trực tiếp bền vững. Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 4 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết 62 trên 63 tỉnh, thành phố đã cho trẻ mầm non tới trường, còn lại duy nhất thủ đô Hà Nội. Theo đó, trong 62 tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường, có 7 tỉnh tạm dừng một huyện hoặc một thành phố do dịch bệnh tăng nhanh. Các địa phương nhận thấy việc đưa học sinh trở lại trường là cần thiết nên đã chỉ đạo rất quyết liệt và tích cực việc này. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây thành phố lớn nhất cả nước đã cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà. Theo hướng dẫn mới cập nhật này, Sở Y tế có điều chỉnh một số nội dung so với phiên bản cũ như đối tượng cách ly tại nhà, thuốc điều trị COVID-19, quy trình tiếp nhận F0, xác nhận hoàn thành cách ly. Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0
phiên bản 2.0. Hướng dẫn này thay thế cho công văn số 151 phiên bản 1.7 đã được đơn vị ban hành trước đó ngày 6 tháng 1 năm 2022. Theo hướng dẫn mới cập nhật này, Sở Y tế có điều chỉnh một số nội dung so với phiên bản cũ 1.7, như đối tượng cách ly tại nhà, thuốc điều trị COVID-19, quy trình tiếp nhận F0, xác nhận hoàn thành cách ly. Cụ thể, về đối tượng cách ly tại nhà là người mắc COVID-19, bao gồm cả trẻ em, có khả năng tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe hoặc có người hỗ trợ chăm sóc. Bên cạnh những nội dung giống như phiên bản đã ban hành trước đó, Sở Y tế cũng lưu ý nếu F0 đã hội tụ đủ các tiêu chí trên nhưng hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 thì khuyến khích F0 cách ly nơi khác để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên khác. Về quy trình tiếp nhận F0, theo Sở Y tế hiện nay, trạm y tế có thể tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau như F0 tự khai báo qua địa chỉ khai báo f0.tphcm.gov.vn. Sau đó, trạm y tế cấp xã phân công người trực điện thoại để nhận tin nhắn tổng đài 1022 thông báo có F0 mới. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản nền tảng số quản lý COVID-19 TP.HCM để kiểm tra và tiếp nhận F0 trong vòng 24 giờ. Đối với F0 hoặc người chăm sóc F0, khai báo trực tiếp với trạm y tế qua điện thoại hoặc đến trạm y tế, trạm phải hướng dẫn F0 khai báo tại địa chỉ khai báo f0.tphcm.gov.vn. Trong trường hợp F0 hoặc người chăm sóc F0 không thể khai báo trực tuyến, trạm y tế ghi nhận và nhập thông tin F0 lên nền tảng số quản lý F0 TP.HCM để quản lý. Liên quan đến quy trình xác nhận hoàn thành cách ly hiện nay, Sở Y tế cho biết cũng có nhiều điểm khác so với trước đây khi trạm y tế cấp xã nhận được tin nhắn từ tổng đài 1022 thông báo kết quả xét nghiệm ngày thứ 7 của F0. Nếu kết quả xét nghiệm ngày thứ 7 âm tính, trạm y tế xác nhận F0 khỏi bệnh và hoàn tất thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà. Nếu vẫn dương tính, trạm y tế hướng dẫn F0 tiếp tục cách ly tại nhà đủ 10 ngày đối với F0 tiêm đủ liều vaccine hoặc 14 ngày đối với F0 chưa tiêm đủ liều vaccine. Đồng thời, xét nghiệm vào ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 14 và khai báo kết quả xét nghiệm. Trường hợp đến ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 14, F0 vẫn chưa khai báo kết quả xét nghiệm, trạm y tế liên hệ F0 để ghi nhận kết quả xét nghiệm hoặc thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho người bệnh. Nếu không liên hệ được F0, thì trạm y tế sẽ ghi tình trạng mất theo dõi và đóng hồ sơ. Ngoài ra, thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của F0 cũng phải cùng thời gian cách ly y tế tại nhà. Riêng F0 do cơ sở điều trị COVID-19 chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ số ngày nghỉ tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2, điều 21, thông tư số 56 của Bộ Y tế. Các thay đổi về đối tượng cách ly tại nhà, thuốc điều trị COVID-19, quy trình tiếp nhận F0, xác nhận hoàn thành cách ly trong hướng dẫn mới nhất từ Sở Y tế TP.HCM được cập nhật dựa vào tình hình dịch bệnh thực tế, với nỗ lực kiểm soát mạnh hơn sự lây lan của virus corona trong cộng đồng. Chúng tôi khuyến cáo quý vị khán giả nên chú ý những thay đổi này để phòng bệnh hiệu quả hơn, cùng chung tay đưa số ca mắc COVID-19 mỗi ngày về không. Thưa quý vị, các cửa khẩu tại phía Bắc nước ta vẫn đang khó nhọc thông quan hàng hóa vì quy định phòng chống COVID-19 từ Trung Quốc đã được siết chặt hơn. Để khắc phục vấn đề này, mới đây tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập các vùng xanh an toàn, khép kín đồng thời đẩy mạnh hội đàm quốc tế giữa Việt Nam với Trung Quốc nhằm sớm mở lại và duy trì ổn định các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở các cửa khẩu. Với nỗ lực này, chính quyền thành phố Móng Cái thuộc tỉnh này yêu cầu tất cả người ra vào cửa khẩu phải test nhanh COVID-19. Ngày 6 tháng 4, thông tin từ Ủy ban dân thành phố Móng Cái cho biết, địa phương này vừa yêu cầu test nhanh với tất cả người ra vào cửa khẩu trên địa bàn để tạo vùng xanh an toàn trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, thành phố Móng Cái yêu cầu kể từ ngày 2 tháng 4, tất cả các cá nhân vào khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, cổng vào lối mở km 3-4 Hải Yên, kể cả cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trong khu vực cửa khẩu, đều phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên test nhanh COVID-19 và tự trả phí. Nếu có kết quả âm tính mới được vào khu vực cửa khẩu lối mở. Trường hợp dương tính, tổ kiểm soát phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo phương án của liên ngành khối cửa khẩu. Mức thu không quá 50.000 đồng một lần test hoặc test miễn phí khi các cá nhân tự mua test. Ngoài ra, thành phố Móng Cái tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, RT-LAM
đối với tất cả phương tiện, vận chuyển hàng hóa, nhân viên, người làm việc trong khu vực cửa khẩu, lối mở. Đáng chú ý, để giám sát việc test nhanh tại cửa khẩu, thành phố Móng Cái giao tổ trưởng hai tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 và lối mở km 3+4 Hải Yên, phối hợp với chủ đầu tư các bãi container, bố trí nhân lực, chuẩn bị vật tư y tế, test nhanh để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp và trong khu vực cửa khẩu, lối mở, đảm bảo quy trình, quy định của ngành y tế. Đồn biên phòng Bắc Sơn, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát chốt chặt cổng vào. Nếu lọt người chưa test nhanh mà vào trong khu vực cửa khẩu, lối mở, thì xử lý nghiêm toàn bộ cán bộ nhân viên cả trực theo quy định của ngành. Theo Ủy ban dân thành phố Móng Cái, việc thực hiện test nhanh như quy định trên là tạo vùng xanh an toàn tuyệt đối tại các cửa khẩu, bởi phía Trung Quốc vẫn đang áp dụng chính sách Zero Covid. Chỉ cần có trường hợp bị dương tính với SARS-CoV-2 là việc thông quan sẽ bị gián đoạn. Hiện nay, dọc tuyến biên giới Việt-Trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhiều cửa khẩu vẫn đang tạm dừng hoạt động chờ tín hiệu từ phía bạn. Trong những ngày gần đây, tại Cà Mau đã xảy ra vụ việc tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho trẻ 7 tháng tuổi, độ tuổi chưa có vaccine phòng COVID-19 phù hợp. Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình tiêm chủng vaccine, nhất là do lỗi chủ quan dẫn đến nhầm lẫn nghiêm trọng này. Ngày 6 tháng 4, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, vừa có văn bản cho biết Chủ tịch tỉnh này đã chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế và các địa phương chấn chỉnh lại công tác tiêm chủng. Động thái trên sau khi xảy ra việc tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho trẻ 7 tháng tuổi, xảy ra tại trạm y tế xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật. Trước khi tiêm chủng, phải kiểm tra nằm đúng đối tượng, đúng vaccine, đúng liều, đúng đường sử dụng, đúng lịch tiêm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyệt đối không để nhầm lẫn trong tiêm chủng. Kịp thời kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình tiêm chủng, nhất là những lỗi do chủ quan gây ảnh hưởng không tốt cho ngành y tế. Trước đó, ngày 1 tháng 4, bé NNM hơn 7 tháng tuổi, ngụ xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, được gia đình đưa đến trạm y tế xã Tam Giang Tây để tiêm vaccine trong đợt tiêm chủng mở rộng. Vaccine được chỉ định tiêm cho bé M là loại 5-1, tuy nhiên nhân viên y tế đã tiêm nhầm vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho trẻ 7 tháng tuổi này. Hiện bé M đang được điều trị ở Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, sức khỏe ổn định. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, qua giả soát quy trình tiêm cơ bản chặt chẽ, có thể do sơ suất chủ quan của nhân viên y tế nên dẫn đến việc tiêm nhầm vaccine. Tiêm nhầm vaccine cho trẻ quả thực là một lỗi sai nghiêm trọng, nhất là khi vaccine phòng COVID-19 chưa có loại thích hợp cho trẻ 7 tháng tuổi sử dụng. May mắn thay, bé M trong vụ việc hiện vẫn ổn định về sức khỏe và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Song xử lý nghiêm nhân viên y tế đã gây ra lỗi vẫn là việc cần thiết nhằm tăng cường sự tập trung cho công tác tiêm chủng hơn nữa. Chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Gần đây, một cụm từ mới là medium COVID-19, tạm dịch COVID-19 trung bình, đã xuất hiện để miêu tả những người có triệu chứng COVID-19 dai dẳng hơn bình thường, nhưng chưa đến mức được xếp vào diện COVID-19 kéo dài. Sau 2 năm sống chung với COVID-19, các chuyên gia nhận thấy dịch bệnh này có thể phát sinh thành nhiều hình thức. Theo đó, bệnh nhân có thể đối mặt với COVID-19 thể nhẹ, COVID-19 không triệu chứng hoặc COVID-19 kéo dài. COVID-19 trung bình được phổ biến sau buổi phát thanh của đài NPR Mỹ trong tháng 3. Một phát thanh viên đã kể lại trải nghiệm của cô với căn bệnh này. Theo đó, cô còn trẻ và khỏe mạnh, nhưng sau khi mắc biến thể Omicron, cô cảm thấy vô cùng yếu đuối, mệt mỏi sau nhiều tuần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, cô đã hồi phục. Nhưng các chuyên gia cho rằng, nữ phát thanh viên này đã rơi vào tình trạng COVID-19 kéo dài thay vì một hình thức khác. Tờ USA Today Mỹ dẫn lời một số chuyên gia y tế nhận định, COVID-19 trung bình không phải là một tình trạng rõ ràng. Theo các chuyên gia, COVID-19 trung bình là một phần thuộc hậu di chứng, bao gồm các triệu chứng và dòng thời gian. Tiến sĩ Noah Greenspan, chuyên gia vật lý trị liệu từng điều trị cho những người mắc chứng COVID-19 kéo dài từ giai đoạn đầu dịch cho biết, có sự khác biệt giữa mọi người về cách COVID-19 biểu lộ, cần có sự phân loại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC định nghĩa COVID-19 kéo dài là những vấn đề mới phát sinh, tái phát hoặc tiếp diễn hơn 4 tuần sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO lại đánh giá COVID-19 kéo dài là tình trạng xảy ra trong 3 tháng sau khi có kết quả dương tính với các triệu chứng kéo dài tối thiểu 2 tháng.
Theo CDC, các triệu chứng của COVID-19 kéo dài, đa dạng từ khó ngủ, đau cơ cho đến hụt hơi. Mọi người còn có thể rơi vào tình trạng sốt, chóng mặt hoặc thay đổi khứu giác, vị giác. Khi các chuyên gia y tế bắt đầu thu hẹp các triệu chứng phổ biến, thì những triệu chứng mới lại được ghi nhận và nguyên nhân gây ra chúng vẫn chưa rõ ràng. Tiến sĩ Fernando Cannavale tại Trung tâm chăm sóc hậu COVID tại hệ thống bệnh viện Mount Sinai, Mỹ cho biết, nó có thể do virus vẫn tồn tại trong cơ thể hoặc bạn đang tạo ra kháng thể hoặc đó là thứ gì chúng ta chưa hiểu được. Các chuyên gia nhận định rằng vẫn cần có sự phân loại đối với mọi thứ liên quan đến COVID-19 và những lo ngại xung quanh tình trạng chưa rõ nguyên nhân có thể dẫn đến định nghĩa về COVID-19 trung bình. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng định nghĩa về COVID-19 trung bình có thể hạ thấp nguy cơ hậu quả có hại của COVID-19 với bệnh nhân trẻ và khỏe mạnh. Ông Noah Greenspan cho biết, hầu hết những nơi điều trị COVID-19 kéo dài chỉ dành cho bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng tối thiểu hơn 1 tháng. Nhưng ông cho rằng điều quan trọng là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Quý vị thân mến, Omicron bùng phát đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng lên toàn bộ đời sống xã hội của Trung Quốc. Một khảo sát khu vực tư nhân hôm 6 tháng 4 cho thấy ngành du lịch của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong vòng 2 năm qua, kể từ khi các ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng đột biến vào tháng 3, khiến khả năng và nhu cầu di chuyển bị hạn chế. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, ngành dịch vụ của Caixin Trung Quốc đã giảm xuống 42 điểm của tháng 3 từ mức 50,2 điểm trong tháng 2. Kết quả này cho thấy ngành dịch vụ nước này đang tăng trưởng chậm nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát vào tháng 2 năm 2020. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cho thấy các doanh nghiệp nhỏ ở các vùng ven biển cũng bị suy thoái trong lĩnh vực dịch vụ. Các nhà phân tích cho biết, các lĩnh vực dịch vụ yêu cầu tiếp xúc nhiều như vận tải, khách sạn và ăn uống bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đại dịch bùng phát ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng nhân viên của các công ty, dẫn đến sự sụt giảm về chỉ số việc làm. Chỉ số PMI tổng hợp tháng 3 của Caixin, bao gồm các hoạt động sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống 43,9 điểm từ mức 50,1 điểm trong tháng trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đợt bùng phát COVID-19 đỉnh của nước này vào năm 2020. Nhà kinh tế cấp cao Wang Shi của Caixin Insight Group cho biết, nhìn chung, các hoạt động sản xuất và dịch vụ đều suy yếu trong tháng 3 do dịch bệnh. Tương tự như các đợt bùng phát COVID-19 trước đây ở Trung Quốc, lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với lĩnh vực sản xuất. Ông nói thêm, các nhà hoạch định chính sách nên tìm kiếm những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, tăng cường hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chủ chốt, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để ổn định kỳ vọng của thị trường. Ông Jiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, đặt ra câu hỏi lớn là chính sách không khoan nhượng với COVID-19 của nước này có thể duy trì được bao lâu. Ông Zhang nói, hoạt động kinh tế đã phải hy sinh để chính sách chống lại sự bùng phát biến thể Omicron đạt được hiệu quả. Tôi hy vọng các đợt bùng phát sẽ kiểm soát với chi phí đáng kể. Về tình hình phòng chống COVID-19 tại Trung Quốc, trong bối cảnh phải phong tỏa nghiêm ngặt do Omicron bùng phát, Trung Quốc đã tăng gấp đôi nỗ lực không COVID tại thành phố Thượng Hải. Theo hãng tin CNA, trong làn sóng COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc, Trung tâm Tài chính Thượng Hải đã phong tỏa lần lượt thành hai nửa để triển khai chiến dịch xét nghiệm toàn dân. Theo đó, thành phố này đã phong tỏa các khu vực ở phía đông sông Hoàng Phố, gồm quận trung tâm hành chính và các khu công nghiệp lớn trong 4 ngày kể từ ngày 28 tháng 3. Sau đó, nửa Tây Thượng Hải bắt đầu phong tỏa trong 4 ngày tiếp theo. Thông báo của chính quyền địa phương ngày 27 tháng 3 yêu cầu người dân không ra khỏi nhà. Phương tiện giao thông công cộng và các ứng dụng gọi xe sẽ bị tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, phương tiện cá nhân không được phép chạy trên đường phố, trừ khi thực sự cần thiết. Thông báo cũng lưu ý cần phải được đảm bảo nhu cầu y tế khẩn cấp của người dân. Điều này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường gấp đôi nỗ lực thực hiện chiến lược không COVID với tần suất xét nghiệm, quy trình cách ly và các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt. Bắc Kinh đã bắt đầu áp dụng chiến lược không COVID năng động, thay thế cách tiếp cận không khoan nhượng với COVID từ năm ngoái. Chiến lược này trái ngược hoàn toàn với các quốc gia đang nới lỏng hạn chế để sống chung với COVID-19 như bệnh đặc hữu. Song trái ngược với việc niêm phong toàn thành phố, Trung Quốc đang triển khai các biện pháp phòng dịch linh hoạt hơn nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc kiểm soát dịch bệnh và tạo điều kiện bình thường hóa cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều tỉnh thành vẫn không thể giữ được thành quả số ca mắc bằng không như trong năm 2020-2021.
Hơn nữa, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với những bất ổn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến chính phủ Trung Quốc phải ưu tiên ổn định tăng trưởng kinh tế. Chiến lược loại bỏ hoàn toàn COVID-19 bằng các phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm nhiều lần có thể sẽ gặp phải thách thức lớn trước biến thể Omicron, có khả năng lây nhiễm cao hơn với nhiều ca nhiễm không triệu chứng. Có thể nhìn vào Hồng Kông, khu vực đang theo đuổi chính sách không COVID năng động giống như Trung Quốc đại lục. Kể từ đầu năm 2022, sự bùng phát của Omicron đã khiến việc áp dụng chính sách phòng dịch của thành phố gặp trở ngại lớn. Trung tâm Tài chính châu Á vẫn ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp mới hàng ngày vào thời điểm cao điểm của đợt dịch mới, mặc dù hiện số ca hàng ngày đã giảm xuống còn vài nghìn trường hợp. Ở những nơi khác của Trung Quốc, tỉnh Cát Lâm đã bị phong tỏa từ ngày 14 tháng 3, nhưng tỉnh phía đông bắc này vẫn ghi nhận 1.150 trường hợp mới và 1.032 ca nhiễm không triệu chứng vào ngày 29 tháng 3. Còn quá sớm để khẳng định liệu Trung Quốc có thể kiểm soát hiệu quả làn sóng lây nhiễm ở Thượng Hải như ở Vũ Hán vào năm 2020 hay không. Tuy nhiên, do Cát Lâm, Thượng Hải và những nơi khác đã phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm mới nhất trong suốt một tháng, nên sự mệt mỏi đang gia tăng. Song nhà phân tích Chen Gang của Viện Đông Á thuộc Trường Đại học Quốc gia Singapore cho rằng, việc Trung Quốc chuyển sang sống chung với virus là điều phi thực tế. Trong bối cảnh, biến thể Omicron vẫn đang hoành hành và Bắc Kinh sẽ tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần thứ 20. Nhìn ra khắp thế giới, ngày càng có nhiều quốc gia từ bỏ chính sách không COVID khi đối mặt với biến thể Omicron và biến thể tàng hình của nó. Mặc dù sống chung với COVID-19 vẫn là điều xa vời ở Trung Quốc, song có thể thấy nhà chức trách đang nỗ lực thích ứng với điều bình thường mới này bằng các biện pháp linh hoạt, nhân văn hơn về lợi ích sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân. Vâng, bản tin COVID-19 sáng của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin COVID-19 của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Báo Sức Khỏe và Đời Sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin trong ngày.